Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 2, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ thực hiện ra xét xử vào ngày 1 tháng 3 tới đây phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phân công 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bảo chữa, bị cáo Trần Văn Sĩ có 2 luật sư bảo chữa. Tòa cũng triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đang thụ án 3 năm tù với tòa, với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng hai bị cáo đã thu thập thông tin biên tập nội dung ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng trái quy định pháp luật thông tin có nội dung biện đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng ngày 3 tháng 9 năm 2021 với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị can Hàn Ni, tống tiền doanh nghiệp, Labo của ông TTTC chửi lãnh đạo Bộ Truyền thông Thông tin đưa hình ảnh hàn ni, chửi lãnh đạo một bộ đưa hình ảnh hàn và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái là phản động. Bị cáo Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên LS Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng, công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền. Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như NPH. Dũng lò vôi đã thất bại toàn tập qua live stream sáng. Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2.331 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, hôm 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng, 3 năm tù giam, Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo còn lại Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị 1 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ dê các bị cáo khác phạm tội. Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác, tham gia, cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, nên Quân và Hằng chịu hình phạt cao hơn ba đồng phạm còn lại. Ngày 19 tháng 2, liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển ô tô dừng xe giữa đường, sau đó xuống xe đạp ngã người đi xe máy chở hàng trên phố Phúc La, chỉ huy công an phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị sẽ mời tài xế ô tô đến làm việc và báo cáo công an quận Hà Đông. Theo chỉ huy công an phường Phúc La, thời điểm xảy ra sự việc người dân ở đó đã báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an phường đã có mặt tại hiện trường, tuy nhiên tài xế ô tô đã rời khỏi đó. Qua làm việc với tài xế xe máy, người này cho biết bản thân không có thương tích và không ảnh hưởng đến hàng hóa trên xe, do đó đề nghị được tiếp tục di chuyển. Chỉ huy công an phường Phúc La thông tin. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại hình ảnh nam tài xế lái ô tô biển kiểm soát 30G470.XX đang lưu thông theo hướng phố Sa La, đường Cầu Bưu, thì xuống xe, nhảy vào, đạp ngã người đi xe máy đang chở một chiếc máy giặt chạy phía sau. Sau cú tông cước, năm tài xế này tiếp tục to tiếng với người điều khiển xe máy nhưng được người dân xung quanh can ngăn. Tài xế này sau đó quay trở lại ô tô, bỏ mặt người đi xe máy và hàng hóa bị đổ dưới đường. Theo hình ảnh, thời gian xảy ra sự việc vào hồi 14 giờ 17 phút ngày 17 tháng 2 trên phố Phúc La, đoạn gần cửa hàng xăng dầu Petrolimex Sala, quận Hà Đông. Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình với hành động hung hăng côn đồ khi tham gia giao thông của nam tài xế ô tô. Anh Đào Thanh Hà, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chưa rõ trước đó hai tài xế này có va chạm với nhau hay không, nhưng việc hành hung to tiếng với người khác giữa đường thì khó chấp nhận được. Cùng quan điểm, anh Nguyễn Đức, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, kể cả khi xảy ra va chạm, các tài xế cần bình tĩnh giải quyết thay vì la vào đấm đá. Trước sự việc trên, đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, Thông qua hình ảnh thì chưa có dấu hiệu của một vụ tai nạn giao thông dẫn đến cãi vã hành hung nên sự việc này thuộc nhóm hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi này sẽ do công an phường Sở Tài xác minh làm rõ sự việc. Ngày 19 tháng 2, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội, cổng thông tin điện tử trên nền tảng Facebook của Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo về một trường hợp cô gái trẻ mất tích không rõ nguyên do. Cụ thể cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị Lê Thị Thùy Linh sinh năm 2003, hiện trú tại số 33, ngõ 1, Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị Linh rời nhà từ chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy vi sinh màu đỏ, chiều cao khoảng 1m6. Lực lượng chức năng đề nghị người dân nếu biết hoặc nhìn thấy chị Linh ở đâu, xin báo cho gia đình theo số điện thoại. 0983 885 786, Triệu Anh hoặc trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ chị Lê Thị Oanh, người thân của chị Linh cho biết, chiều 16 tháng 2, chị Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng. Trước đó, Linh vẫn nhắn tin và liên lạc với mọi người. Sau 19 giờ tối 16 tháng 2, gia đình tôi không liên lạc được với Linh. Điện thoại thuê bao Gia đình tôi cũng đã đến những khu vực Linh tới và trình báo công an, nhưng chưa có tung tích, chị Anh nói. Theo chị Anh, qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị Linh đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bồi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 phút tối 16 tháng 2, chị Linh mặc áo khoác bên ngoài màu hồng. Linh rất ngoan và hiền, không có xích mít với ai. Khi đi, Linh mang theo một xe máy, hai chiếc điện thoại. Chị Anh nói và cho biết gia đình mong sớm tìm được cô gái này. Ngày đầu xuân, thầy giáo Nguyễn Trần Vĩ, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học vừa A Dính, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My, vẫn cần mẫn mang đến niềm vui cho học sinh vùng núi tỉnh Quảng Nam bằng những phong bao lì xì. Theo thầy Nguyễn Trần Vĩ, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học vừa A Dính, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My, đây là năm thứ tư nhà trường triển khai chương trình lì xì cho học sinh. Thầy Vĩ tâm sự, với tâm nguyện mang đến những niềm vui nho nhỏ đến từng bạn học huyện Nam Trà My ngày đầu năm mới, thầy đã đi kêu gọi mạnh thường quân số tiền 50 triệu đồng. Mỗi bạn nhỏ được phát lì xì 5.000 đồng, số tiền không quá lớn nhưng là niềm khích lệ mong các em có được cái Tết vui vẻ. Các em ở miền núi ít tiếp xúc với phong tục lì xì đầu năm vì bà con nơi đây ăn Tết riêng. Việc này giúp học sinh có niềm vui trong những ngày đầu xuân. Cùng với đó, lì xì đầu năm tạo hứng khởi cho học sinh đến trường ngày đầu năm mới, đảm bảo sĩ số lớp học. Thầy Vĩ chia sẻ. Cũng theo thầy Vĩ, lúc bắt đầu kêu gọi, nhiều người ủng hộ nhiệt tình, từ tiền, bao lì xì và cả công sức. Đây là niềm vui bản thân thầy cùng các thầy cô nơi miền Xuân Cước, tỉnh Quảng Nam cảm nhận được. Cũng như mọi năm, trước, trong và sau Tết năm nay, tôi đứng ra vận động kinh phí từ các mạnh thường quân. Sau đó, tôi phối hợp với các giáo viên đã công tác ở 28 trường, từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện, tìm cách đổi toàn bộ số tiền quyên góp được sang tiền mới có mệnh giá 5.000 đồng. Trong buổi chọc cờ đầu tiên khi học sinh đi học trở lại, chúng tôi sẽ lì xì cho các em. Thầy Vĩ nói và chia sẻ thêm, trong sáng nay, thầy cùng đồng nghiệp của mình đã lì xì cho tổng cộng 9.931 học sinh, mỗi em 5.000 đồng. Món quà này được phát về các trường, thầy cô chủ nhiệm trực tiếp chuyển phong bao lì xì đến học sinh của mình. Những điểm thôn, thầy cô mang lên tận nơi lì xì cho các em. Những em vắng trong buổi đầu tiên, các phong bao lì xì sẽ được giữ lại, phát cho các em buổi học tiếp theo, dự kiến sang năm chúng tôi cố gắng kêu gọi số tiền lớn hơn giúp niềm vui của các em được tăng lên thầy vĩ mong muốn thầy nguyễn trinh tổng phụ trách đội trường tiểu học kim đồng huyện nam trà my chia sẻ đây là việc làm giúp học sinh có niềm vui rất lớn trong những ngày đầu xuân năm mới bao lì xì tượng trưng cho một món quà tinh thần không quan trọng vật chất mà thay vào đó thể hiện sự quan tâm yêu thương và lòng mong ước cho con cháu chăm ngoan học giỏi khỏe mạnh thầy trinh chia sẻ